Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về một thành phố vô cùng đặc biệt. Thành phố này uốn mình xung quanh một con sông và những hẻm núi. Đây là thành phố hẹp nhất thế giới. Chào mừng đến với Diêm Tân. Diêm Tân thuộc Vân Nam của Trung Quốc. Vân Nam là một tỉnh phía nam của Trung Quốc, giáp với Việt Nam chúng ta, giáp biên giới với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang. Còn riêng thành phố Diêm Tân, thành phố đang được đề cập trong câu chuyện này, thì cách thành phố Lào Cai khoảng hơn 1.400 km đường bộ. Diêm Tân là một thành phố cấp tỉnh. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, các bạn đã nhìn thấy sự đặc biệt của thành phố này rồi. Nó nằm bên bờ sông Nam Khê. Nam Khê là tên gọi bên Trung Quốc, còn chúng ta gọi đó là sông Nậm Thi. Sông Nậm Thi hay còn gọi là sông Ngâu hay là sông Ngưu. Đây là dòng sông bắt nguồn chính tại Vân Nam Trung Quốc, tạo thành một cái đoạn biên giới tự nhiên giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Sau đó thì sông Nậm Thi sẽ đổ vào sông Hồng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Còn về thành phố Diêm Tân, tại sao thành phố này lại được coi là thành phố hẹp nhất thế giới? Vì nó nằm hai bên bờ sông và ở phía sau của những cái khu dân cư là núi, không thể mở rộng thêm diện tích được nữa. Ở điểm hẹp nhất từ bên nọ sang bên kia thì Diêm Tân chỉ rộng có 30m. Và ở điểm rộng nhất của thành phố này thì cũng chỉ tới khoảng 300m mà thôi. Mỗi bên sông như các bạn nhìn thấy đều có một con đường chính để có thể đi lại. Thành phố này thì không có nhiều cây cầu và việc kết nối giữa hai bên bờ sông thực sự là tương đối khó khăn. Điều đặc biệt đó là thành phố này không thiếu những tòa nhà cao tầng, đó là những cái tòa nhà chung cư. Và từ đó thì rất nhiều người có thể sống ở đây. Dân số của thành phố Diêm Tân ước tính từ khoảng 300 cho đến 400 nghìn người. Một con số thực sự ấn tượng với khu vực có sự tách biệt so với thế giới bên ngoài như vậy. Dân số của Diêm Tân như vậy khoảng tương đương với thành phố Hạ Long tại Quảng Ninh. Ngắm nhìn Diêm Tân từ trên cao thì bạn sẽ khó tin là thực sự là có nhiều người sống ở thành phố này đến thế. Thực tế thì điều này đã tạo ra cái sự đặc biệt cho Diêm Tân. Trông thành phố giống như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng hoặc là những cái tòa nhà trong những trò chơi điện tử mà đôi khi người ta xây dựng cho vui vậy. Ngoài yếu tố là nơi rất hẹp thì Diêm Tân còn có một đặc điểm đáng chú ý khác. Vì đất đai ở đây rất là quý giá nên người ta luôn tận dụng từng diện tích đất nhỏ nhất để xây dựng. Và việc trồng trọt hay là chăn nuôi là chuyện rất hiếm. Những cái tòa nhà ở đây chủ yếu là được xây dựng theo kiểu nhà sàn, móng là những cây cột để chống ngập lụt khi mà nước từ dòng sông sẽ dâng cao. Vì sao con người lại sống ở đây, lại sống ở một nơi tách biệt so với thế giới bên ngoài như vậy? Thực tế là cái tên của thành phố Diêm Tân cũng đã nói lên một phần nào đấy rồi. Diêm ở đây có nghĩa là muối trong tiếng Hán. Diêm nghiệp là người làm muối, Diêm dân có nghĩa là người làm muối, Diêm điền nghĩa là đồng muối. Những video quay Diêm Tân từ trên cao thường thu hút người xem và xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người rất là quan tâm, bình luận và thắc mắc lý do vì sao lại có người muốn sống ở thành phố chật hẹp đến thế, trong khi Trung Quốc vẫn còn rất nhiều nơi thoải mái hơn. Sự thật là khu vực này đã có người sinh sống từ hàng thế kỷ qua và phần lớn dân địa phương thì không muốn chuyển đi nơi khác. Từ hàng thế kỷ qua, người ta đã phát hiện ra những mỏ muối ở đây. Nhiều người từ khắp nơi đã đổ về Diêm Tân để khai thác muối. Và cần phải biết rằng, không phải chỉ ở biển mới có muối, muối còn tồn tại dưới dạng mỏ ở những nơi cách xa biển giống như là Diêm Tân vậy. Thực tế là muối dạng này được khai thác với quy mô lớn và những nơi cung cấp nhiều muối nhất hành tinh thì lại phần lớn là dạng mỏ như thế này. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây đã thu hút một lượng không nhỏ những người đến khai thác, đến kinh doanh muối. Và cứ thế, dân số gia tăng để bây giờ thành phố vẫn đang tiếp tục phát triển và sống tốt ở một điều kiện với nhiều người là khắc nghiệt. Tất nhiên là khi vai trò của những mỏ muối tại đây không còn quan trọng như xưa, người Trung Quốc cũng đã khai thác được muối ở nhiều nơi nữa rồi, thì số lượng những người mới đến ở khu vực hai bên bờ sông không còn nhiều. Điều đáng tiếc là dù cảnh quan kỳ vĩ, vị trí địa lý độc đáo, kinh tế Diêm Tân lại kém phát triển do núi bao kín và chỉ có một con đường chính làm cho thành phố này khó tiếp cận. Ở phần sau thì chúng ta cũng đến với một thành phố rất là kỳ lạ nữa tại Trung Quốc, đó là thành phố Bát Quái. Thành phố này thì thuộc một khu vực xa xôi tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài bởi thiết kế rất đặc biệt theo hình bát quái. Đó là thành phố Taikes, hay tên gọi phiên âm tiếng Trung đó là Đặc Khắc Tư. Bát quái là một cái mô hình rất là quen thuộc ở Trung Quốc, gắn liền với đạo giáo, nhấn mạnh vào sự hòa thuận của các yếu tố khác nhau. Với diện tích khoảng 4 km vuông, đây được coi là thành phố bát quái lớn nhất trên thế giới và có lẽ cũng là thành phố bát quái duy nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây thì nơi này lại càng trở nên nổi tiếng khi có rất nhiều du khách tò mò muốn tìm hiểu về cách xây dựng, cách quy hoạch của thành phố này
đặc biệt là từ khi Flycam ra đời thì những hình ảnh của thành phố lại càng trở nên nổi bật hơn. Năm 2014 thì ở nơi đây đã ra mắt những cái dịch vụ tham quan thành phố bát quái từ trên không và nó thu hút rất nhiều người đến mà khám phá. Nhờ thiết kế theo bố cục đặc biệt có mặt nền nghiêng từ bắc xuống nam thì cái thành phố này đã hạn chế được ngập lụt rất lớn. Tương truyền một giáo sĩ từ thời nhà Tống là người đã đưa ra những ý tưởng đầu tiên về mặt quy hoạch một cái vùng đô thị theo hình bát quái. Và từ một ý tưởng khởi nguyên này thì đến năm 1936, người ta đã xây dựng thành phố hình bát quái đặc biệt như thế này. Đây là một thành phố giàu có nằm ở phía đông thượng nguồn của một dòng sông. Bên ngoài thành phố có rất là nhiều thung lũng, thảo nguyên xanh tươi trải dài. Và người dân ở khu vực này, khu vực Tekes hay còn gọi là Đặc Khắc Tư thì sống ở trong thành phố bát quái. Nhìn từ trên cao xuống thì du khách sẽ thấy mọi con đường đều đổ dồn về quảng trường trung tâm. Do đó, dù là lần đầu tiên đến đây mà có đi lạc thì người ta cũng không cần phải lo lắng quá. Vì cuối cùng, kiểu gì cũng đến được với quảng trường trung tâm, mọi con đường đều thông đến đây. Quảng trường ở giữa thành phố là một cái tòa tháp cao 50m và từ đây sẽ có tổng cộng là 8 con đường hướng ra xung quanh giống như cái mô hình bát quái. Vì vậy, nếu có cơ hội thì du khách nên ở lại nơi này để ngắm nhìn thành phố bát quái lúc lên đèn. Lúc đó thì càng nhìn rõ những cái con đường nó như thế nào, càng nhìn thấy vẻ kỳ bí và hấp dẫn của nó. 8 con đường lớn đổ dồn vào khu vực trung tâm và 8 con đường này có tên đó là Càn, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài. Mỗi con đường lại có những cái bóng đèn với màu sắc khác nhau và lắp đặt biển hướng dẫn vị trí. Các tòa nhà trong thành phố này thì đều có một cái quy chuẩn xây dựng, nó không được xây quá cao, được quy hoạch rất là rõ ràng. Hầu hết là đều có chiều cao tương đương nhau. Vành đai thứ nhất là quảng trường lớn, vành đai thứ hai, thứ ba chủ yếu là các cửa hàng, những cái tòa nhà công cộng và từ vành đai thứ ba trở đi là nơi ở của người dân. Điều đặc biệt nữa, đây chính là thành phố duy nhất tại Trung Quốc mà không có đèn giao thông. Từ năm 1996 thì chính quyền đã tháo bỏ toàn bộ hệ thống đèn giao thông ở Đặc Khắc Tư. Như vậy, đây là một thành phố hiếm hoi có kiểu mà quy hoạch nhưng lại không có đèn giao thông. Các chuyên gia nhận định rằng nhờ sở hữu những cái đường liên kết và tương thông nhau nên thành phố không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông dù vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, do 8 tuyến đường chính trong bát quái mở rộng khắp các hướng nên nước lũ dù đến từ hướng nào cũng sẽ rút rất nhanh. Thành phố này xảy ra mưa lớn đột ngột cũng không sợ bị ngập úng. Điều này thì đã được kiểm chứng rồi, ví dụ như là khoảng năm 2001, tại cái khu vực cách Đặc Khắc Tư chỉ chừng hơn 15 km xảy ra lũ quét, mưa rất là lớn, làm hỏng nhiều công trình lớn. Nhưng mà riêng cái thành phố này thì không bị ảnh hưởng gì vì nước thoát rất nhanh. Và vì cái thiết kế độc đáo này nên thành phố đã trở thành điểm thu hút rất đông những tín đồ của đạo giáo cũng như khách thập phương tới tham quan, chiêm ngưỡng. Và đương nhiên rồi, chúng ta khi mà không thể đến trực tiếp với nó thì đang xem qua những hình ảnh trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về thành phố hẹp nhất thế giới và thành phố bát quái có thể nói là lớn nhất thế giới. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.